Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Trà. Thưa quý vị và các bạn, năm 2021 khép lại, một năm huyện Mường Trà nằm trong bối cảnh chung tiếp tục đối mặt với đại dịch Covid-19. Dịch bệnh đã cản trở nhiều hoạt động của huyện miền núi còn nhiều khó khăn. Nhưng vừa có sự chủ động xác định trước tình hình dịch bệnh, vừa linh hoạt ứng phó với tình hình dịch bệnh mới dù có những tổn thất không nhỏ, nhưng việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong năm vẫn đạt được những kết quả khả quan. Thu ngân sách ước đạt vượt gần 18% dự toán giao. Nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng vẫn có sự tăng trưởng so với năm 2020. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự của chúng tôi. Vào cuối tháng 11 năm 2021, huyện Mường Trà ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên của huyện Tiếp sau đó huyện có thêm nhiều ca mắc không rõ nguồn lây tại bản Hủy Meo, xã mở Mươn. Nơi đây là một trong những địa bàn được coi là khó khăn nhất của huyện Mường Trà. Nhưng với sự linh hoạt tính toán thực hiện những phương án phù hợp với tình hình thực tiễn của huyện Mường Trà, trong đó có cả những giải pháp nằm ngoài kịch bản để kịp thời khoanh vùng dập dịch. Sau hơn 2 tháng thực hiện, dù dịch bệnh phức tạp, khó khăn trăm bề, số ca nhiễm lớn và khó kiểm soát nhưng đến nay, huyện Mừng Trà đã cơ bản khống chế được dịch bệnh. Đây là tiền đề, động lực để huyện bứt phá, phát triển kinh tế xã hội trong năm 2022. Mừng Trà thì cũng là cái huyện cuối cùng của tỉnh có những ca dương tính. Đầu tiên là 2 ca tại cộng đồng, sau đó là 2 ca là F1 chuyển thành. Tuy nhiên thì được cái sự chuẩn bị sẵn sàng cũng như là cái công tác chỉ đạo quyết liệt của tỉnh về cái chuẩn bị cho vật tư y tế, con người, lực lượng, đặc biệt là cái khu vực cách ly sẵn sàng khi mà xảy ra có trường hợp ca không thì F1 đã được thực hiện cách ly theo đúng quy định và trong những cái giường bệnh của F1 cách ly đều là huyện đều là có những cái vách ngăn cho nên là đảm bảo cho cái việc mà phòng cái lây nhiễm trong khu vực cách ly. Nhận diện thách thức trong bối cảnh dịch bệnh, ngay từ đầu năm 2021, công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trên các mặt kinh tế đã được huyện Mường Trà triển khai tích cực. Ủy ban nhân dân huyện tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Với sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của Ban chấp hành Đảng Bộ huyện, Ban thường vụ huyện ủy, sự điều hành tích cực của Ủy ban Nhân dân, sự giám sát có hiệu quả của Hội đồng Nhân dân huyện, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương trong huyện. Kinh tế của Mường Trà đạt được kết quả nổi bật trên các mặt, trong đó ngành nông nghiệp giữ vai trò quan trọng trong nền cơ cấu kinh tế của huyện. Nét nổi bật và đã đẩy mạnh chuyển dịch ngành nông nghiệp với nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản theo giá so sánh năm 2010 ước đạt 306 tỷ đồng, tăng 12,38% so với năm 2020. Về tổng cây lương thực trên 10.000 ha, sản lượng gần 22.300 tấn, tăng hơn 400 tấn so với năm 2022. Lương thực bình quân đầu người đạt 438 trên người trên năm, vượt mục tiêu nghị quyết Hội đồng Nhân dân huyện đề ra. Tiếp tục chăm sóc hơn 1.267 ha cây cao su, trong đó trên 932 ha cho khai thác mổ, đậu tương 396 ha, rong giềng 255 ha. Chăn nuôi có chuyển biến tích cực, tăng cả về tổng đàn và sản lượng. Tổng đàn gia súc hơn 46.900 con, gia cầm trên 192.500 con nuôi trồng thủy sản phát triển ổn định với diện tích nuôi thả khoảng 36 ha, tổng sản lượng 62 tấn, tăng 1,54 tấn so với cùng kỳ năm trước. Toàn huyện có hai sản phẩm ô cốp đạt 3 sao đó là miến rong hoàng tấm và dứa quả na sang. Ngoài ra huyện đã xây dựng được các chuỗi sản xuất tiên kết tại 6 xã với diện tích 33 hectare, trong đó có 5 chuỗi cây ăn quả và một chuỗi cây dược liệu đồng thời địa phương đang lựa chọn 17 sản phẩm lợi thế của từng vùng. Phát triển thành các sản phẩm ô cốp trong tương lai gần như bưởi da xanh xã Pa Ham, xã Đen, xã Sa Lông, nếp vàng xã Mường Tùng, thịt dê núi tập trung ở xã Ma Thị Hồ, Nậm Nèn, Mường Mươn. Việc xây dựng các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu trên địa bàn huyện Mường Trà không chỉ khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương phát triển các sản phẩm nông nghiệp có chất lượng cao, tăng khả năng cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu của thị trường, mà còn góp phần mở ra cơ hội để người dân có thêm việc làm, nâng cao thu nhập. Phòng phối kết hợp với uh, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp của huyện uh, cử cán bộ uh, kỹ thuật giám sát để uh, giám sát bà con và hướng dẫn kỹ thuật để đưa cái năng suất uh, sản lượng uh, cao và đáp ứng trên thị trường trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh sản xuất nông nghiệp, trong hoàn cảnh dịch bệnh COVID-19, mặc dù các hoạt động thương mại dịch vụ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhiều cơ sở kinh doanh phải tạm ngừng hoạt động. Song tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ theo giá hiện hành ước đạt 481 tỷ 333 triệu đồng, tăng 2,4% với năm 2020 sản xuất công nghiệp thương mại dịch vụ được quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất điện của năm nhà máy thủy điện trung thu nậm he nậm mức long tạo hồi vang và đẩy nhanh tiến độ thi công hai công trình thủy điện mường mươn mường tùng quản lý chặt chẽ các hoạt động khai thác khoáng sản, giá trị sản xuất công nghiệp theo giá, so sánh năm 2010 ước đạt gần 222 tỷ 800 triệu đồng, tăng 2,02% so với năm 2020. Duy trì 97% dân số tại thị trấn Mường Trà được sử dụng nước sạch, 89% dân số khu vực nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 100% số xã có điện lưới quốc gia đến trung tâm xã, Năm 2021, huyện Mường Trà có thêm hai xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới. 6 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới gồm Ma Thị Hồ, Pa Ham, Na Sang, Sa Lông, Mường Mươn, Nậm Nèn. Cùng với đó, huyện Mường Trà tập trung các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là các công trình giao thông thủy lợi để phục vụ sản xuất, tiêu thụ hàng hóa, nông sản cho người dân từ các nguồn vốn hỗ trợ trong những năm qua, mường trà đã mở mới được 25 km đường giao thông liên xã, nâng cấp mở rộng bê tông cứng hóa hơn 100 km đường giao thông liên bản. toàn huyện xây mới nâng cấp sửa chữa 17 công trình thủy lợi, nâng tổng số lên 70 công trình thủy lợi phục vụ tưới tiêu cho hơn 1.200 ha lúa ruộng. sửa chữa xây mới 14 cầu bê tông và cầu treo dân sinh. Các công trình này đang phục vụ đắc lực trong sản xuất, tạo thuận tiện đi lại giao thương hàng hóa của người dân. Tham mưu cho Ban chấp hành Đảng Bộ huyện ban hành cái, nghị quyết về phát triển nông lâm nghiệp ở trên địa bàn huyện. Trong đó tập trung phát triển một số cái lĩnh vực nông nghiệp cây trồng, nhất là chuyển đổi cái cây trồng ở các cái vùng cũng như các cái địa bàn có điều kiện để chuyển đổi. Tập trung rà soát lại các cái diện tích đất mà nhất là cái đất nương năng suất thấp bây giờ là đất thì chưa giao cho người dân để xác định đưa vào cái diện tích chuyển đổi đồng thời là có cái cơ chế khuyến khích tạo điều kiện hỗ trợ cho người dân để thực hiện cái việc chuyển đổi cây trồng đặc biệt là hỗ trợ cho cái một số cái giống cây trồng mới một số giống cây trồng mới ví dụ như cây dứa À, xã Na Sang hoặc là cây rong giềng ở xã Ba Ham nậm nèn à, có giá trị kinh tế cao. Lĩnh vực văn hóa xã hội, các hoạt động thông tin tuyên truyền có nhiều đổi mới, hiệu quả, chất lượng. Có trên 5.900 hộ gia đình, 83 bản tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa, 102 cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn đạt tiêu chuẩn văn hóa, 5 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, một thị trấn đạt thị trấn văn minh đô thị trong năm tổ chức thành công lễ công bố trao chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghề làm giày thêu của người Hoa xã Sa Long. Hệ thống phát thanh truyền thanh được tiếp thu công nghệ truyền thông không dây, bảo đảm hệ thống, đường truyền ổn định, chất lượng trong năm. Công tác giáo dục đào tạo huyện Mường Trà vừa phòng chống dịch bệnh, vừa đảm bảo tiến độ và chất lượng dạy học cùng với đó kỷ cương trường học được duy trì củng cố, trường học an toàn, không có bạo lực học đường, không có học sinh vi phạm pháp luật. Triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022, toàn huyện có 43 trường, trong đó có 32 trường đạt chuẩn quốc gia với 754 lớp, hơn 19.000 học sinh. Các trường học ấy thì chúng tôi có rất nhiều các cái văn bản đấy yêu cầu tất cả các đơn vị trường học ấy thực hiện nghiêm các cái văn bản chỉ đạo của các cấp, siết chặt kỷ luật kỷ cương và tích cực và đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các biện pháp mà chống dịch, đặc biệt là thực hiện cái 5 k bộ y tế. Thế và chấp hành tốt các cái quy định không tổ chức tiệc tùng liên hoan uống rượu. Thế và đặc biệt là quản lý tốt cái đội ngũ cán bộ giáo viên học sinh khi ra khỏi địa bàn ấy không sự thật sự cần thiết. Thế và khi đi về thì phải khai báo y tế, với khai báo y tế để đảm bảo cho cái việc truy vết có thể nói là đến thời điểm này thì tất cả các đơn vị trường học là thực hiện rất là nghiêm cái việc phòng chống dịch theo quy định của các cấp. Huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân đảm bảo chất lượng, xây dựng thêm hai xã xã tổng và hương ngày đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 10 xã. Duy trì tạo việc làm ổn định thường xuyên cho 28.083 lao động tạo thêm việc làm cho hơn 600 lao động. Các chính sách xã hội như cứu đói, trợ cấp cho các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội tiếp tục được thực hiện tốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, bảo vệ thành công đại hội đảng bộ các cấp. Hoàn thành đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã các ngành, tòa án, viện kiểm sát nhân dân tăng cường trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, xử lý khách quan, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan sai. Hoàn thành công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021, bàn giao đủ tân binh, đảm bảo trang trọng, an toàn, đúng luật. Thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng, thực hiện chặt chẽ các khâu, các bước trong giả soát, khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022. Chỉ số cải cách hành chính xếp loại khá, đạt trên 75 điểm. Trong năm đã tiếp nhận xử lý 64 đơn, 22 đơn thuộc thẩm quyền, giải quyết xong 18 đơn, 4 đơn đang thụ lý giải quyết. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đảm bảo dân chủ, bình đẳng, an toàn, tiết kiệm đúng với quy định của pháp luật về bầu cử là huyện có tỷ lệ phiếu bầu cử hợp lệ trên số phiếu thu vào đứng đầu toàn tỉnh. Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,99%. ,99%. Qua đó đã bầu được 31 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, 254 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thường xuyên được quan tâm. Công tác chính trị tư tưởng được tăng cường, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện. Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được duy trì nền nếp hiệu quả. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được chú trọng và thực hiện đúng quy định. Các khâu trong công tác cán bộ được thực hiện bài bản, khoa học, bám sát quy định của điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp trên. Công tác kiểm tra giám sát được tiến hành thường xuyên. Huyện ủy và Ủy ban kiểm tra huyện ủy đã chủ động xây dựng triển khai thực hiện chương trình kiểm tra giám sát năm 2021 thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo quy định. Năm 2022, huyện Mường Tra xác định mục tiêu trong nghị quyết Hội đồng Nhân dân huyện đã đề ra, trong đó tập trung huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của huyện. Đồng thời khắc phục thiệt hại, phục hồi sản xuất kinh doanh và tăng cường, tăng trưởng kinh tế, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 là thách thức không nhỏ đối với cả hệ thống chính trị của huyện. Tuy nhiên với tinh thần càng khó khăn càng phải nỗ lực, mừng trà đã đề ra nhiều giải pháp trọng tâm, linh hoạt, an toàn với đại dịch. Hôm nay thì tôi xin phát biểu nhấn mạnh thêm để các đồng chí thảo luận và xem xét quyết định những cái biện pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện. Thứ nhất là tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt hơn, thống nhất, đồng bộ hơn các nhiệm vụ giải pháp về phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới đảm bảo theo đúng tinh thần phương châm đó là thích ứng an toàn linh hoạt và kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19 cái thứ hai là chúng ta tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt đồng bộ hơn các nhiệm vụ giải pháp về phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2022 và tập trung cao nhất để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra Đấy, thực hiện có hiệu quả nghị quyết của trung ương của tỉnh của huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh trong năm 2021 trọng tâm là cái nghị quyết số 15 ngày 20 tháng 12 của ban chấp hành Đảng bộ huyện về mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong năm 2022. Cái thứ ba là chúng ta tiếp tục đổi mới công tác quản lý thu chi, điều hành ngân sách, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu chi, điều hành ngân sách, quản lý và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả ngân sách nhà nước, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, hoàn thiện và triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 21-25, tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, các công trình trên địa bàn huyện. Cái thứ tư là về văn hóa xã hội thì tiếp tục phát huy những kết quả đã được năm 2021 mà tập trung chỉ đạo có hiệu quả cái nhiệm vụ dạy và học theo kế hoạch đảm bảo an toàn thích ứng linh hoạt trong điều kiện dịch Covid và đẩy mạnh các hoạt động phòng chống dịch Covid, thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, sắp xếp phân luồng, phân loại, để làm sao là chúng ta thực hiện tốt cái công tác khám chữa bệnh thường xuyên cũng như là công tác là phòng chống dịch bệnh. Với tinh thần đoàn kết đồng lòng để chiến thắng dịch bệnh, huyện Bằng Trà đang tiếp tục thực hiện quyết liệt đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch, chuẩn bị các điều kiện cần thiết, đáp ứng kịp thời có hiệu quả công tác phòng chống dịch đồng thời huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân để cùng vượt qua mọi khó khăn thử thách nhằm phục hồi các hoạt động sản xuất kinh doanh và thúc đẩy kinh tế của huyện phát triển mạnh mẽ. Qua đó thực hiện thắng lợi mục tiêu huyện Mường Trà đã đề ra. Chương trình của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Trà đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.